Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đi vào khu rừng để hái trái blueberry, hay là còn gọi là trái việt quất á. Thì ở khu rừng này hiện tại là trái blueberry đang có vô mùa nên chín rộ rất là nhiều. Nhưng mà chưa có phải cuối mùa nên còn vẫn còn lá xanh nhưng mà rất là nhiều trái chín rộ. Cây có một chút mà trái quá trời à. Wow, cái việt quất ở đây trái quá trời. Ở đây tới mùa thì ngập rừng. Hôm nay thì mình đến cái khu rừng này thì trái blueberry nó còn nhiều hơn mấy cái khu rừng hôm trước nữa. Thấy mà mờ quá. Bây giờ mình chỉ ngồi một chỗ và hái thôi. Xanh ghét anh. Một vịt. Xin chào mọi người nha. Hái hồi nãy giờ mệt rồi. Bây giờ em ngồi sủi lơ luôn. Nhưng mà còn trái quá trời, còn quá trời cái khu rừng này. Mình tranh thủ mình hái thôi. Lâu lâu đi một ngày thì hái cho hết ngày, hái được bao nhiêu thì hái. Hơi mệt một xíu nhưng mà không sao, cầm lưng rồi á. Hái nãy giờ đau lưng quá, bây giờ hái nãy giờ đau lưng quá thành ra ngồi lết luôn. Ngồi đây mà hái luôn chứ đứng dậy hết nổi rồi, dạng mệt quá rồi ngồi lết đó. Hôm nay trái blueberry chín rộ rồi. Quá trời, quá trời ơi đất. Hôm nay thì mình hái được gần đầy xô này nè. Cái xô này thì chắc 5 kg á. Mình hái gần đầy xô này chắc 4 kg. Sau một ngày hái xong. Còn mấy cái còn rất là nhiều ở trên cây mà mình hái không nổi nữa. Mình đi về thôi.